Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải. Thì trong video này mình sẽ phân tích cái dự án mà Hamster Kombat là khi nào nó lên sàn. Thì trước khi mình phân tích mình sẽ thông báo đến các bạn là hiện tại dự án của chúng ta đang quét tài khoản rất là mạnh nha các bạn. Những tài khoản mà giả mạo, tài khoản bot, tài khoản mà kiểu các bạn chích nhiều tài khoản, các bạn làm công nghiệp hoặc là các bạn làm hàng loạt tài khoản, cả nghìn tài khoản trên máy tính, trên bot phone, rồi nhiều cái tài khoản chung một cái điện thoại các bạn, là hiện tại dự án đang quét rất là nhiều nha. Và mình xem ở trong các hội nhóm thì có rất nhiều tài khoản đã bị khóa vĩnh viễn rồi nha các bạn. Cho nên những tài khoản đó là không thể nào khai thác được nữa nha. Thì để bảo vệ thành quả của chúng ta thì mình khuyên các bạn nên sử dụng một tài khoản trên một cái điện thoại thôi nha các bạn. Thì các bạn đừng tưởng là dự án không có khả năng mà phát hiện ra những tài khoản bot, tài khoản giả mạo đâu các bạn. Rất nhiều những cái biện pháp để mà dự án có thể phát hiện ra nha. Có thể nhiều tài khoản vẫn vượt qua cái đợt quét lần này, nhưng mà sau khi mà chuẩn bị lên sàn, chuẩn bị cho TGE thì rất có thể họ sẽ quét một lần nữa trước khi mà lên sàn nha các bạn. Thì có rất nhiều các biện pháp để phát hiện đó là một tài khoản bot, tài khoản giả mạo các bạn. Như là danh sách nhá, nhiệm vụ hàng ngày nè. Hàng ngày nếu mà một tài khoản thật sự thì hàng ngày người ta vào điểm danh nè. Rồi tiếp theo là mật mã hàng ngày nè. Nếu các bạn là một tài khoản thực sự thì hàng ngày các bạn cũng vào để mà giải mật mã nè. Rồi các bạn phải làm ba cái thẻ kết hợp nè. Đấy là những tài khoản thực sự là người ta hoạt động như một tài khoản bình thường đó các bạn. Rồi người ta cũng nâng cấp lên để mà tăng tốc độ khai thác bình thường các bạn. Rồi ngồi ra thì họ cũng bắt là liên kết tài khoản, đây tài khoản là cái ví TON nha các bạn. Đây tiếp theo là họ cũng bắt liên kết tài khoản ví TON. Nói chung là có rất nhiều các biện pháp để mà họ phát hiện ra. Rồi ngồi ra là khi mà các bạn làm những cái nhiệm vụ mà mở thẻ hàng ngày á, ví dụ mở những cái thẻ này nè các bạn nè, là có một số thẻ nó bắt các bạn là phải đi mời bạn bè các bạn mới có thể mở cái thẻ đó được. Ví dụ như là 2 bạn bè, 3 bạn bè thì cái này đó là mới đây thôi nha các bạn. Còn là lúc trước cái thời kỳ đầu là mở thẻ không, nó không có bắt chúng ta đó là mời bạn bè, nhưng mà mới đây gần đây nó mới bắt chúng ta mở thẻ phải mời bạn bè. Thậm chí là có những cái thẻ nó bắt các bạn mời tới 9 người bạn bè nha các bạn. Đây cũng là một trong những cái biện pháp để xác minh đây là một tài khoản thật hay là tài khoản giả mạo nha các bạn. Bởi vì tài khoản thật là các bạn tích cực đi mời bạn bè, còn những tài khoản mà họ chích cả nghìn tài khoản thì khó có thể mời bạn bè được như vậy nha các bạn. Và khi mà các bạn đi mời bạn bè thì hiện tại có những cái dịch vụ mà kiểu như là cho các bạn thuê rep hay là chạy rep cho các bạn thì hiện tại lừa đảo rất là nhiều nha các bạn. Cho nên các bạn mua các bạn cũng lưu ý nha các bạn. Nhiều khi lừa đảo các bạn chuyển tiền cho họ thì họ coi như là xong luôn, chặn các bạn luôn, coi như là các bạn mất tiền nha. Cho nên các bạn tìm những cái trang uy tín để mà các bạn mua nha các bạn. Giao dịch trên mạng thì không biết được đâu các bạn. Thì cái mà tuyển rep này là nó cũng là một cái biện pháp để quét tài khoản nha các bạn. Nhưng chúng ta cứ việc một tài khoản một điện thoại cho chắc ăn nha các bạn. Rồi và mình sẽ phân tích là chừng nào dự án Hamster Kombat lên sàn nha. Thì theo như thông tin mà dự án công bố theo như cái lộ trình sách trắng của nó là tháng 7 là sẽ cho phép mở TGE nha các bạn. Tức là phát hành mã thông báo nha, tức là airdrop cho tất cả mọi người đó các bạn. Nhưng mà đầu tháng, cuối tháng hay giữa tháng thì chưa một thông tin nào biết được nha. Nhưng mà theo cá nhân mình đưa ra những cái quan điểm thôi các bạn, là rất có thể là cuối tháng 7 nha, chứ không phải là đầu tháng 7 đâu các bạn. Tại vì sao mình đưa ra những quan điểm như vậy? Thì quan điểm cá nhân thì tất nhiên là không một ai biết trước được tương lai rồi các bạn. Quan điểm của mình có thể đúng hoặc là có thể sai, nhưng mà theo cá nhân mình thấy là hiện tại dự án đang cố gắng câu kéo người tham gia nha các bạn, qua những cái nền tảng khác để dự án có thêm những cái thu nhập nha. Mình nói ví dụ như là cái phần danh sách nhiệm vụ hàng ngày nè, các bạn bấm vào thì đôi khi trong cái nhiệm vụ này nè nó có một số cái nhiệm vụ để mà cho các bạn ví dụ như nhiệm vụ xem video trên YouTube các bạn. Thì kênh YouTube của dự án hiện tại có khoảng hơn 20 triệu nha, 20 triệu đó là follow rồi các bạn, để mình cho các bạn xem luôn. Rồi và đây là kênh YouTube của Hamster Kombat lên tới 28,7 triệu người đăng ký với 137 video nè. Thì với một cái lượng người follow cực kỳ khủng, và cái lượt xem nè các bạn nè là chỉ trong vòng như cái video này đăng chỉ trong vòng 1 ngày thôi nhưng mà có tới 11 triệu lượt xem rồi các bạn. Còn video này 3 ngày trước là có 24 triệu lượt xem nè. Đấy, toàn là view khủng không nha các bạn. Cho nên dự án vẫn đang cố gắng câu kéo người tham gia từ những cái nhiệm vụ ở trong cái nhiệm vụ hàng ngày nè, để mà câu kéo qua cái phần bên xem YouTube để mà kiếm thêm những cái thu nhập bên YouTube đó các bạn. Ngồi ra dự án còn có thêm những cái trang Twitter nè, trang Telegram nè, những cái trang này của dự án đều là bật kiếm tiền nha các bạn, cho nên dự án vẫn đang câu kéo người tham gia để mà qua những cái nền tảng đó để mà kiếm thêm cái thu nhập. Cho nên mình theo cá nhân mình dự đoán là dự án cũng không dạy gì mà cho TGE phát hành airdrop sớm các bạn. Có thể là dự án sẽ câu kéo thêm thời gian để mà có thêm thu nhập từ những cái nền tảng đó nha các bạn. Cho nên mình dự đoán là khoảng cuối tháng 7 nha, tức là khoảng còn một tháng nữa, để cho bạn nào mà chưa khai thác thì các bạn có thể tranh thủ khai thác. Thì đó là một cái điều bình thường thôi các bạn. Dự án cũng kiểu mà cố gắng câu kéo thôi, để mà có thêm cái thu nhập trước khi mà TGE thôi các bạn. Với một cái trang YouTube khủng như vậy thì thu nhập từ YouTube là không hề ít nha các bạn. Cho nên khoảng cuối tháng 7 dự án sẽ tiến hành TGE. Đó là quan điểm của mình. Còn quan điểm của các bạn như thế nào thì các bạn có thể để lại bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.